Xin chào các em, chào mừng các em trở lại với kênh Vua Đồ Chơi. Hôm nay anh sẽ tiếp tục giới thiệu về bộ phim Thợ Săn Trứng Rồng. Và hôm nay anh sẽ giới thiệu một nhân vật nữa ở trong bộ phim đó, đó chính là Hải Băng Long, một linh thú ở trong phim Thợ Săn Trứng Rồng. Đây trên tay anh là bạn Hải Băng Long. Đây là hàng chính hãng, nguyên hộp. Anh sẽ bóc bộ đồ chơi này ra và chơi thử. Ở những tập trước anh đã có giới thiệu về các nhân vật như Hỏa Chiến Long hay là Thiết Sư Vương, anh đang để ở trước mặt đây. Còn hôm nay là bạn Hải Băng Long, một linh thú ở dưới nước. Đây là tất cả phụ kiện và các thứ của bộ đồ chơi, bao gồm có giấy hướng dẫn. Các thẻ bài thì gồm sẽ gồm có 3 thẻ kỹ năng. Đây chính là 3 thẻ kỹ năng. Và một thẻ triệu hồi linh thú. Đây chính là thẻ triệu hồi linh thú. Đồ kẹp thẻ. Và không thể thiếu, đó chính là bạn Hải Băng Long. Hiện tại Hải Băng Long đang ở hình dạng quả trứng. Anh sẽ dùng một thẻ để triệu hồi bạn Hải Băng Long biến hình, đó chính là thẻ triệu hồi. Ok, anh sẽ triệu hồi bạn Hải Băng Long ngay bây giờ. Các em có thể thấy bạn Hải Băng Long đã biến hình thành công. Bạn Hải Băng Long của chúng ta có hình giống một con cá. Anh sẽ dơ bạn Hải Băng Long rõ gần hơn để có thể nhìn rõ hơn. Các em nhìn thấy chưa? Đây chính là bạn Hải Băng Long. Anh sẽ tiến hành gập bạn Hải Băng Long thành hình quả trứng và hướng dẫn các em cách chơi. Đầu tiên chúng ta gập đuôi vào. Tiếp đến bể các vây đuôi. Sau đó là vây ở trên lưng. Cuối cùng là đầu. Ok, anh đang có bạn Hải Băng Long ở hình dạng quả trứng. Anh sẽ hướng dẫn lại một lần nữa. Đầu tiên chúng ta gập các đuôi. Sau đó gập vây đuôi. Tiếp đến là các vây phụ. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn các em cách gập bạn Hải Băng Long trở thành hình quả trứng. Đầu tiên chúng ta sẽ gập các vây ở dưới bụng. Tiếp đến là các đuôi. Sau đó là các vây đuôi. Rồi vây trên lưng. Vây trên đầu. Cuối cùng là đầu. Ok, anh đã có một bạn Hải Băng Long đang hình dạng quả trứng. Anh sẽ cho bạn Hải Băng Long biến hình và sử dụng các kỹ năng phù hợp
lần triệu hồi linh thú này không thành công, anh sẽ tiếp tục triệu hồi. Ok, triệu hồi linh thú thành công. Bạn Hải Băng Long đã biến hình. Chúng ta xem bạn Hải Băng Long chọn skin nào cho lần biến hình này, triệu hồi này nhá. Đây chính là màu xanh. Bạn Hải Băng Long chọn lối tấn công về tốc độ. Màu xanh là cây 200 điểm. Chúng ta tiếp tục tìm một kỹ năng phù hợp. Ở đây anh có 3 tấm thẻ kỹ năng. Anh sẽ giới thiệu qua với 3 tấm thẻ này. Tấm thẻ thứ nhất là tấn công bằng móng vuốt và vừa tấn công vừa phòng thủ từ trên cao. Điểm nhanh nhẹn là 100. Điểm tấn công phòng thủ là 200, còn điểm tấn công bằng móng vuốt là 100. Tấm thẻ kỹ năng thứ hai là thiên về tấn công màu xanh dương. Điểm tấn công màu xanh dương rất là cao. Điểm tấn công màu xanh dương ở tấm kỹ năng này là 400. Tốc độ là 100. Còn các kiểu tấn công khác là 0 điểm. Tấm thẻ thứ 3, tấm thẻ kỹ năng này khá là đều. Vừa tấn công vừa phòng thủ. Tấn công bằng sóng âm. Điểm tấn công màu xanh da trời là 300. Tốc độ tấn công là 200. Vừa tấn công vừa phòng thủ là 300. Và tấn công bằng móng vuốt là 200. Tấm thẻ này rất phù hợp cho chúng ta trong lần triệu hồi này, vì có điểm nhanh nhẹn là 200. Vậy anh sẽ chọn kỹ năng tấn công bằng sóng âm cho lần triệu hồi linh thú lần này. Ok. Và anh sẽ tiếp tục triệu hồi linh thú một lần nữa. Anh bắt đầu triệu hồi linh thú. Triệu hồi linh thú không thành công rồi. Anh sẽ thử lại một lần nữa. Thành công, triệu hồi linh thú thành công. Và chúng ta xem bạn Hải Băng Long chọn lối tấn công nào cho lần triệu hồi này. Một điểm số rất là cao. Các em có nhìn rõ không? Đây là điểm số màu xanh tấn công, màu xanh dương, 500 điểm. Chúng ta xem các kỹ năng nào phù hợp cho lần triệu hồi này nhé. Chúng ta có 3 tấm thẻ kỹ năng. Chắc các em cũng đoán được là anh sẽ chọn tấm nào. Chắc chắn rồi, anh sẽ chọn tấm có điểm tấn công màu xanh dương cao nhất. Đó là tấm thẻ này. Tấm thẻ kỹ năng này. Tấn công màu xanh dương là 400. Tốc độ nhanh nhẹn là 100. Các em có thể thấy với đợt tấn công này thì coi như là tấn công toàn diện, không phòng thủ. Đối phương sẽ khó có thể gọi là tránh được. Điểm số của đợt tấn công này rất là cao. Tổng cộng lên đến 1000 điểm tấn công. Anh sẽ tiếp tục triệu hồi linh thú một lần nữa. Triệu hồi linh thú không thành công rồi. Anh sẽ thử lại. Lần thứ hai không thành công.
Ok, triệu hồi linh thú thành công. Và bây giờ chúng ta xem lối tấn công nào phù hợp nhất cho lần triệu hồi này. Đây là điểm nhanh nhẹn 200 điểm. Các em nhìn rõ màu xanh lá cây, điểm nhanh nhẹn 200 điểm. Anh sẽ chọn kỹ năng cho bạn Hải Băng Long phù hợp. Ở cả 3 tấm thẻ kỹ năng này thì chúng ta đều có điểm nhanh nhẹn. Có 2 thẻ kỹ năng điểm nhanh nhẹn là 100, còn 1 thẻ là 200. Đây chính là thẻ đầu tiên anh chọn. Anh sẽ không chọn thẻ này nữa, mà anh sẽ chọn một trong 2 thẻ. Anh sẽ chọn vừa tấn công vừa phòng thủ và vừa có tốc độ. Đây là tấm thẻ vừa tấn công vừa phòng thủ và lại có cả tốc độ tấn công rất là cao. Điểm tấn công nhanh nhẹn là 100 điểm, tấn công phòng thủ là 200 điểm, còn tấn công bằng móng vuốt là 100 điểm. Anh sẽ chọn tấm thẻ kỹ năng này cho lần triệu hồi linh thú. Ok, và bây giờ anh sẽ cho các em nhìn lại bạn Hải Băng Long của chúng ta một lần nữa với hình dạng một con cá rất là đẹp. Màu chủ đạo là màu xanh dương và màu tím. Anh vừa giới thiệu cho các em cách chơi bạn Hải Băng Long cũng như cách chọn skin, chọn kỹ năng cho bạn Hải Băng Long làm sao có thể có một điểm số là cao nhất, phù hợp nhất. Và bây giờ anh xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Nhớ ấn like và đăng ký kênh của anh nhé.